Chào tất cả mọi người nhé. Hôm nay mới có cái video mới. Hôm nay nói chuyện với mọi người một chút về cái lịch của con cho con của trại. Thì trại đang có hai đàn cho con. Một cái đàn thì nó mới đẻ thôi, còn một cái đàn thì mở mắt rồi, chuẩn bị ăn dặm rồi. Nhưng mà dự tính là ngày hôm nay là sang bên trại để quay video này, để cho mọi người ngắm cho con này, nhưng mà lại phải hoãn lại. Bởi vì anh chăm trại anh ấy có vài qua chạm với lại F0. Dịch bây giờ Hà Nội đang thì cái số ca mắc đang nhiều, thì nó rơi trúng vào cái anh chăm trại là cùng nhà anh ấy, là tức là cùng một ngõ là có F0 ở ngay sát nhà, thành ra là phải đề phòng không có tiếp xúc ở trong cái giai đoạn này. Chắc là phải giữa tuần sau thì sẽ có video cho mọi người xem mấy con cho con đó. Siro với Messi lên đây nè. Hôm nay cho mọi người ngắm ba cô gái của trại thôi. Nào Siro lên đây. Pila ngồi lui lại. Pila lùi lại. Pila thì hôm vừa rồi mới phải ra thú y Việt Đức xong. Vì Messi lên. Vì Pila lên giống, nó lại phát sinh một tí, thành ra là phải ra đấy để gọi là tiểu phẫu. Mới về, mới đón về, vừa tiêm xong. Lùi lại đây. Không, Messi, lùi lại. Ở đằng trước đây cho con Yumi nó ngồi. Ok, ngồi đấy. Con Yumi ngồi đây. Không, Messi, lùi lại. Xếp chỗ thế nào, Pila ngồi yên đấy. Được rồi. Một đứa ngồi đây, đứa nào ngồi đây. Messi vào đây ngồi. Siro vào đây ngồi được, ok. Messi ngồi xích sang một bên, chứ không ngồi thế được, ngồi thế thì che hết máy quay. Từ từ đã. Thế còn Messi sang bên này. Thôi, Pila ngồi nằm yên đấy, Pila nằm yên. Rồi. Messi ngồi đây. Rồi, Siro lùi đây. Ok, Yumi xích vào đây. Rồi Yumi nằm đấy. Yumi thì nằm đấy được, bởi vì Yumi bé. Yumi nằm xuống. Thôi Yumi nằm đấy. Này đổi chỗ cho nhau mất thời gian sắp xếp cho quá. Còn Siro ra đây. Rồi ngồi xuống, ok, chờ. Rồi ăn một tí nào, con Yumi có ăn không? Nào Yumi này. Cho con Yumi ăn trước. Cho ngắm mấy cô gái cái. Phần của Yumi đấy. Phần của Yumi đó. Siro đây. Ăn tí rồi rũ thảm. Ui dồi ôi. Cái thảm này nó chảy nước dãi ra đây thì nó thấm. Hôm nay mới mua cái thảm. Mới mua cái thảm này để ngồi cho nó êm. Vì cái giường này nó là cái giường sàn inox cho nên nó lạnh. Này, Messi. Siro. Pila. Rồi. Đó, cho mọi người ngắm ba con nhóc con này một tí. Ba em bé. Em bé Pila, em bé Messi và em bé Siro. Em bé Siro thì đang chờ em bé Siro lên giống lại để thả giống. Mà em bé Siro đợt này là em bé Siro lên giống lại hơi muộn. Có thể nó là vào cái đợt cơ thể nó nghỉ, hoặc là nó có thể nó vào cái đợt gọi là lên giống gọi là máu trắng. Thì cũng mình không biết, không để ý đâu. Pila thì mới lên giống xong. Pila là 10 tuổi, gần 11 tuổi nhá. Nhưng mà gần bước sang tuổi 11 nhưng Pila vẫn lên giống. Tức là cái con chó mà nó khỏe thì nó vẫn cứ lên giống bình thường, không cho nó đẻ thôi. Đó. Messi thì... Messi thì lần tới là sẽ phải cho nghỉ. Có lẽ là chờ cái con đực nhập về. Đó, có hai cái con chó nhập. Hai con chó mà chạy nhập về. Mà đấy mọi người biết không, một con bây giờ nó là mấy tháng rồi. Một con bây giờ nó là 9 tháng rồi mà chưa có về được. Vì dịch nó lại bùng ở bên Âu, là các cái chuyến bay nó bị tạm ngừng hết. Một con đực và một con cái. Con đực thì là bây giờ coi như là con đực là cũng mua từ cho con. Con đực bây giờ nó là sang tháng thứ 6 rồi. Đó.
thì nếu mà mấy tháng nữa mới về được thì có khi về được đến nơi có khi còn được có 1 tuổi. Đó. Cái dịch thì mọi người cũng chúng ta cũng hết sức là cẩn thận, vì là cái việc mắc thì nó rất là dễ mắc, nhưng mà ai mà phòng được thì hay người ấy, người nào mà phòng được không bị thì không mắc thì hay người đấy, nó đỡ phát sinh những cái về sau, chứ nó cũng không có phải là đơn giản là cứ bị rồi nó không bị lại đâu. Nên là cái đấy là mọi người chúng ta hết sức cẩn thận đó. Như cái đợt như năm nay trại năm nay là bỏ mất mấy con không lấy giống cái đợt trước ấy, là bởi vì nó rơi vào cái đợt mà nó bùng dịch của đợt trước cơ, đợt giãn cách ấy. Lẽ ra bình thường ở trong Hà Nội thì vẫn có lấy giống được, nhưng mà mình thôi mình bỏ qua, bởi vì là cái đấy là cái mà nó có những lúc nó nguy cơ cao, hay như đợt này cũng thế. Đợt này thì anh chăm trại là anh ấy có rơi vào cái trường hợp như thế, là cái trường hợp là ở trong cùng một ngõ thông sân thì có người có F0, thành ra là phải cách ly theo kiểu như bây giờ là cách ly 1 tuần thôi, cách ly tại nhà thôi, hạn chế không tiếp xúc bên ngoài để test. Bây giờ thì nó cũng nhanh thôi, biết là có hay không thì vài hôm là biết ngay. An toàn thì như bây giờ là nó cứ là 1 tuần thì mới phát hiện hôm thứ 2. Hôm thứ hai thì phải đến theo dõi đến thứ 2 tuần sau. Nên là hôm nay mới là thứ 5 này, thứ 6, thứ 7, chủ nhật đó, thứ 2 thì là hẹn mọi người giữa tuần sau sẽ quay video mấy con cho con nhé. Mấy con chó con là lúc đấy là nó ăn dặm rồi. Mấy con rốt con. Còn lịch của mấy cái đàn chó con tiếp theo ấy thì cái đợt này là con Lucky đợt trước mà nó lấy giống với lại Lucky với lại con Loki là bầu rồi. Con tiếp theo đấy là con Gina với lại con Marvin thì chưa, bây giờ thì chưa nhìn thấy được. Nhưng nói chung là phối là theo cái kiểu như thế là phối là bầu thôi. Còn con Nancy thì là lấy giống xong rồi thì test hormone thì là bầu nó chắc rồi. Nhưng cái chuyện mà bầu là một chuyện đấy nhá. Bầu là một có giữ được hay không lại là chuyện khác. Nên là cái đấy thì cứ biết là nó bầu thì cứ biết nó bầu thôi. Còn chờ nó đẻ ra rồi nó còn đẻ ra xem là cái tỷ lệ cho con nó giữ nó như thế nào nữa. À cái đợt này nó có một cái là cái đợt này là mọi người để ý cái chân của Pila đang có một thông, không liếm nữa. Mới bôi thuốc. Nó có một cái vết nấm mà là cái đợt này ấy là khô thế thôi, nhưng mà nó lại là cái đợt mà con chó nó dễ bị nấm, mọi người để ý nhé, mọi người để ý những con chó của mọi người nếu mà có những cái chỗ nào mà nó rụng lông thì mọi người để ý, mọi người kiểm tra xem nó có nấm thì chúng ta bôi thuốc nấm cho nó sớm đó, bôi thuốc nấm cho nó mà bôi sớm thì cái vết nấm nó nhỏ thì bôi nó nhàn.